Hình ảnh do phóng viên thời sự ghi lại tại tuyến đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới. Một người đàn ông điều khiển xe máy đang di chuyển trên đường. Tuy nhiên, người này chỉ điều khiển xe bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại để nghe. Hành vi trên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi người điều khiển xe rất khó xử lý các tình huống xảy ra trên đường. Hành vi vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.